Đây là khu đấu giá của thị trấn Yên Lập. Các bạn có thể nhìn thấy khu đấu giá này đường rất là rộng. Bên cạnh khu sân vận động của huyện, sân vận động của huyện. Nó là trung tâm của huyện rồi. 120 mét vuông gồm 6 mét mặt và sâu 20 mét. Đây là có cái khu mà quay ra cái đường trục đường nhựa này. Cái trục đường nhựa này. Cái khu đường nhựa này nó có hành lang, có lề, còn có thể mở rộng. Rất là rộng. Cái khu đường nội bộ đằng sau đây cũng rộng lắm các bạn. Nó khoảng 8 mét. Đường nội bộ ở đây khoảng 8 mét. Giá ở đây khoảng, họ đã trúng đấu giá là 800 triệu cho 120 mét thì nó tương đương với khoảng độ 7, chỉ gần 7 triệu đồng một mét rồi. Và bây giờ là giá bán trung bình ở đây nó khoảng từ 800 đến 1 tỷ đồng một một lô. 800 đến 1 tỷ đồng một lô. Đây, đường nội bộ của khu đấu giá này, họ làm cũng khá là cẩn thận. Mình nhìn thấy gồm khe lún, khe nước cũng rất là cẩn thận. Đây là kia là khu sân vận động. Và ở gần đây là có một cái khu công nghiệp, quy hoạch khu công nghiệp cho huyện Yên Lập. Khu nghiệp trước mặt chúng ta kìa. Đấy. Ngày xưa ở đây có cái lông, gọi là lông trường chè. Có là nông trường chè. Và bây giờ không làm nữa thì người ta chuyển thành đất công nghiệp. Ở đây là cũng đấu giá trước Tết. Không, mình không còn nhìn thấy cái biển mặt bằng khu đấu giá, nhưng có khả năng nó lại là cái mặt bằng vừa nãy mình chụp hình ấy. Loan ơi, cái đường này nó dẫn đi đâu em? À, cái đường này là chọc, cũng chọc ra thị trấn à? Từ kia mình rẽ vào đây được đúng không? Cái đường lúc nãy rẽ lên lên một tí cái chỗ đầu giá mình vừa vào xem ấy. Ở đây là dẫn đi đâu em? Đường này dẫn đi đâu? Khu công nghiệp đấy ạ. Chưa gì đâu. Khu công nghiệp. Dẫn đi khu công nghiệp à? Có biển khu công nghiệp rồi à? Khu công nghiệp hoạt động lâu rồi đấy. Hoạt động rồi á? Khu công nghiệp Yên Lập à? Đây là cái đường khá là rộng dẫn đi khu công nghiệp này. Chúng ta vòng lên trụ khu công nghiệp tí.